ơi cái là trời, toàn cá khó không à. Xem hết video nha. Rồi bây giờ mời tất cả các chị em nào đang bị nám và tàn nhang lưu video này về giúp em. Coi hết cái clip này ngày mai đảm bảo chị em đua nhau đi mua bí đao luôn. Khúc này chắc không cần nói mọi người cũng biết làm gì rồi đúng không? Bí đao mình mua về là mình phải gọt vỏ thật là sạch, sau đó cắt đôi ra dùng một cái muỗng nạo hết sạch ruột. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ngâm với nước muối khoảng 10 phút, sau đó chúng ta sẽ rửa lại sạch với nước nha. Tiếp theo là mình sẽ sắc nhỏ bí đao ra giống như là Phương đang làm vậy nha mọi người. Sau đó sẽ cho vào máy xay sinh tố, thêm vào trong đó một chút nước và chúng ta sẽ xay nhuyễn bí đao ra. Tiếp tục là mình sẽ lọc qua rây để lấy nước cốt bí đao. Tần ơi, nhìn cái màu nó đã cái nư gì đâu á. Tiếp tục cho nước bí đao vào nồi và thêm vào đó một chút mật ong, khuấy đều trên lửa nhỏ cho đến khi nước bí đao ngả màu như thế này là được. Tắt bếp để nguội và cho vào hũ cất vào tủ lạnh để sử dụng mỗi ngày. Chắc chắn là mấy chị em ở đây rất là ít người biết công dụng của bí đao và mật ong đối với việc điều trị nám và tàn nhang. Thoa serum bí đao mỗi ngày sẽ đẩy lùi hết được những đốm đen nám tàn nhang trên da và giúp da căng mịn tràn đầy sức sống. Chúc các bạn thành công.